Chào mừng các bạn đang theo dõi bản tin bóng đá của kênh tin tức bóng đá. Bản tin sẽ có các thông tin đáng chú ý sau đây. Thầy Park bất đắc dĩ gạch tên 4 học trò ngay trước ngày hồi quân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và những phát sinh về chấn thương ở các vòng đấu V-League vừa qua đã buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải đưa ra một số điều chỉnh về nhân sự khi loại 4 cầu thủ. Theo kế hoạch, đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam sẽ cùng hội quân trở lại vào ngày 14 tháng 3 để chuẩn bị cho mục tiêu của riêng mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nắm tuyển quốc gia đá 2 trận thủ tục còn lại ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, trong khi trợ lý thân tín Lee Young-jil dẫn dắt U23 Việt Nam chơi giải mời chất lượng Dubai Cup vào cùng thời điểm cuối tháng 3. Liên quan đến tình hình nhân sự công bố trước đó, ông Park bất đắc dĩ có với sự thay đổi trong danh sách triệu tập đã được công bố tại đội tuyển Việt Nam. Đó là trường hợp của thủ môn Bùi Tấn Trường, tiền vệ Tô Văn Vũ, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ và hậu vệ Trần Đình Trọng. Tấn Trường và Tô Văn Vũ không may có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, trong khi Văn Vĩ chưa đạt phong độ cao nhất, còn trung vệ Đình Trọng bị chấn thương nên cũng lỡ hẹn ở đợt tập trung lần này. Theo VFF, thay thế cho 4 vị trí nói trên sẽ là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng SL Nghệ An, tiền vệ Châu Ngọc Quang Hải Phòng, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh Bình Định và hậu vệ Nguyễn Thanh Bình Viettel. Do Nguyễn Thanh Bình đang nằm trong kế hoạch tập huấn của U23 Việt Nam, nên hậu vệ Thái Bá Sang SL Nghệ An đã được triệu tập bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam nhằm đảm bảo lực lượng và sức cạnh tranh cho đội. Thái Bá Sang đã từng góp mặt tại đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2020. Dù không có lợi thế về thể hình nhưng cầu thủ sinh năm 1999 này lại được đánh giá cao ở lối chơi thông minh và có tinh thần rất mạnh mẽ. Cả hai đội tuyển sẽ cùng tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 15 tháng 3. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tiếp đội tuyển Oman trên sân nhà ngày 24 tháng 3 và làm khách đội tuyển Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3. Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 diễn ra tại UAE từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3. Đây là giải đấu được đánh giá rất cao về chuyên môn và là cứ dựa quan trọng đối với tuyển trẻ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ở thành phần ban huấn luyện viên Park Hang-seo đề xuất giao cho trợ lý Lee Young-jin đảm nhiệm cương vị quyền huấn luyện viên trưởng đội trẻ U23. Ông Lee là cánh tay phải đắc lực của ông Park từ những ngày đầu xe duyên với bóng đá Việt Nam cho đến nay và được đánh giá là nhân vật có những đóng góp quan trọng trong thành công của các đội tuyển quốc gia. Sát cánh cùng ông Lee Young-jin trong giai đoạn tập huấn sắp tới của đội tuyển U23 Việt Nam là các trợ lý Ngô Tuấn Vinh An Giang, huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và huấn luyện viên thể lực Cedric Roger vừa tham gia cùng đội tuyển nữ tại vòng chung kết Asian Cup. 4 cầu thủ bị loại khỏi tuyển Việt Nam là ai? Vì sức khỏe và chấn thương, 4 cầu thủ đã bị loại khỏi tuyển Việt Nam. Thầy Park cũng đã công bố những cái tên được triệu tập lên thay thế. Vì sức khỏe và chấn thương, 4 cầu thủ đã bị loại khỏi tuyển Việt Nam. Thầy Park cũng đã công bố những cái tên được triệu tập lên thay thế. Tuyển Việt Nam có 4 sự thay đổi trong danh sách triệu tập đã được công bố. Theo đó, 4 cầu thủ gồm thủ môn Bùi Tấn Trường, Hà Nội FC, tiền vệ Tô Văn Vũ B, Bình Dương, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ, Hà Nội FC và hậu vệ Trần Đình Trọng, Tô Vân Len, Bình Định sẽ không lên tuyển Việt Nam vì sức khỏe và chấn thương. Cụ thể, Tấn Trường và Văn Vũ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, Văn Vĩ chưa đạt được phong độ cao nhất trong khi Đình Trọng gặp chấn thương chưa thể thi đấu ở thời điểm hiện tại. Thay thế cho 4 cầu thủ trên là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng Sông Lam Nghệ An, tiền vệ Châu Ngọc Quang Hải Phòng, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh Tô Vân Len Bình Định và hậu vệ Nguyễn Thanh Bình Viettel. Do Nguyễn Thanh Bình đang nằm trong kế hoạch tập huấn của U23 Việt Nam, nên hậu vệ Thái Bá Sang Sông Lam Nghệ An đã được triệu tập bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam nhằm đảm bảo lực lượng và sức cạnh tranh cho đội. Cả hai đội tuyển sẽ cùng tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 15 tháng 3 tới. Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, gặp Oman trên sân nhà ngày 24 tháng 3 và gặp Nhật Bản trên sân khách ngày 29 tháng 3.
Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 diễn ra tại UAE từ ngày 23 tháng 3 đến 29 tháng 3. Những giải đấu tập dượt cho SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Do U23 Việt Nam tập trung cùng thời điểm với tuyển Việt Nam nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã cử trợ lý Lee Young-jin đảm nhiệm cương vị quyền huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam ở giải Dubai Cup 2022 tới. Về trường hợp của tiền vệ Quang Hải, tiền vệ này không đồng ý gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội được bàn luận trong ngày 13 tháng 3 và hiện đang chấn thương lưng, qua đó bỏ ngỏ khả năng lên tuyển trong ít ngày tới. Theo huấn luyện viên Chun Jae-ho của Hà Nội FC, chấn thương lưng của Quang Hải chưa xác định được thời gian bình phục. Đó là lý do tiền vệ này vắng mặt ở trận hòa 0-0 với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Việc Quang Hải bị đau có thể khiến huấn luyện viên Park Hang-seo đau đầu nếu phải thay người để chuẩn bị cho hai trận đấu với Oman 24/3 và Nhật Bản 29/3 tới.